Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua thì hiện nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin một buổi chiều sáng hôm nay là một buổi sáng thứ hai đầu tuần, rất nhiều các cô chú anh chị ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là hôm nay thì cũng đại một gia đình của một bà cụ cũng rất lớn tuổi rồi thì cũng về đây báo tin cho anh em hiệp sĩ Bình Dương một cái câu chuyện hiện nay thì rất nhiều trên mạng xã hội cũng như tất cả các thông tin anh em nắm bắt được. Rất nhiều người hiện nay trong thời gian vừa qua là những người Việt kiều ở nước ngoài, những năm trước đây là có thể là vì rất nhiều luật cho nên là không có thể là mua bán giấy tờ nhà đất, có thể là không đứng tên được, mà vì vậy cho nên có thể là ủy quyền hoặc sang tên hoặc là nhờ người khác đứng tên và ký tên dùng. Thì đến giờ phút này là con của bà cụ đã mất nhà mất cửa. Dạ, hôm nay thì bà cụ cũng thực sự rất bức xúc thì về đây chia sẻ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương cũng như chia sẻ cái câu chuyện này lên để cho các cô chú anh chị nắm bắt được cái câu chuyện này. Dạ, con xin phép chào bà cụ nhé. Rồi, xin phép chào hai chị. Dạ, chào cụ. Cụ có thể cụ giới thiệu cụ tên gì? Tên gì? Giới thiệu. Ôi, Nguyễn Thị Bảo. Dạ, bà cụ như tuổi rồi, bà cụ Bảo như tuổi nào? 88 tuổi. 88 luôn. Dạ. Bà cụ đang sống ở đâu? Sống ở đâu? Sống hiện tại 10/5 36/5 đồng nhân phường 10 quận 4. Quận 4 luôn. Vậy từ quận 4 tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay về Bình Dương luôn. Xa chứ rồi. Rồi bà cụ có tâm thư nguyện vọng gì bà cụ cứ chia sẻ thoải mái đi. Rồi nói đi, nói hả? Con tôi Mạc Thị Hồng Liên, Việt kiều. Mà hồi nó qua Việt kiều cho về nước thì nó mua bán đất động sản đi lợi lợi. Chừng gặp cái cô qua này nè, cổ mới là cổ ở Bình Dương á, cổ có cái công ty bánh kẹo ở Bình Dương nè. Rồi cổ mới quen với con tôi, rồi cổ mới nghỉ cái gì, bánh kẹo đi, cổ mới làm bạn với con tôi. Rồi xong nhà cổ ở sống củi á, ban đầu đi về mua bán đất động sản thì con tôi á, với cô ấy quen nhau, con tôi mới mua cái đất ở đường Bình Phú á, đường 24 số nhà 14 để hai người làm bạn với nhau thì con tôi nó cũng không đứng tên được để cho cô qua đứng tên. Rồi sau này cứ tiếp tục mua đất ở đâu, mua nhà ở đâu, cô cũng đứng tên hết. Đến khi rốt cuộc mai hai mấy năm nói chung vậy đi thì con tôi nó mới đau. Nó đau mà nó đau lần thứ nhất cũng không cho gia đình tôi hay, lần thứ hai cũng cho gia đình tôi hay, mà nghe cô qua nó là ung thư gan mà không cho gia đình tôi hay. Lần thứ ba nằm ở dưới Việt Pháp ở bên quận 7 cũng không cho gia đình tôi hay. Ở dựng đầu con tôi vậy đem đi qua Mỹ làm hôn thú, và họ làm hôn thú với nhau kết hôn để lấy cái nhà, hai cái nhà bên Mỹ. Đầu con tôi qua bệnh là nó kỳ thức, nó không còn biết cái gì nữa hết. Mua cái xe đẩy con tôi vô sòng bài để cho con tôi đến, xong rồi mướn thật khăn cho con tôi đi ra chợ, rồi để cho con tôi kỳ thức. Ở ngày con tôi kỳ thức quá rồi đem vô bệnh viện không nhận, mới là đặt mua vé máy bay về Việt Nam. Thì mua vé máy bay về Việt Nam đi nửa chừng thì con tôi chết ở trên máy bay. Chết vì máy bay mới, nó mới đem về Đài Loan. Đài Loan nó mới tặng liệm ở Đài Loan, nó mới đem về Việt Nam, nó đem về cái đem về biệt thự á. Rồi nó chôn cất, nó ác lắm. Rồi cái xong cái chôn cất được đâu chừng 20 ngày nó nói dẫn tôi đi, nó nói má ơi đi với con. Thì tôi còn xỉu lên xỉu xuống, tôi chưa có tỉnh nữa. Con tôi đang mập cùi cùi như vậy mà ốm như vậy đó. Đó, tôi không còn biết cái gì nữa. Cái nó mới bảo là má ơi đi với con, tôi chẳng biết đi đâu.
Tôi tưởng là đem tôi đi chữa bệnh, đi lên xe thì nói má ơi cho lòng đi với, thì cho cô này là cho lòng đi theo với, rồi còn cho tưởng đâu là đem tôi đi chữa bệnh. Tôi không ngờ lên xe là thấy con gái lớn của tôi nó ngồi ở trên xe, thì nó cũng chấn hững, nó cũng không biết đi đâu, nó tưởng đem má đi chữa bệnh. Nó dừng đem vô cái nhà đó, vô cái nhà đó cái kêu cái xe lăn nó chở tôi đi vòng vầy vòng vầy, cái nó có cái người ngồi trên đó đưa tờ giấy xuống, nó kêu tôi ký đi, ký xong rồi cái con tôi nó cũng chân hận. Hồi đó đứa thì em nó mới chết, đứa chị nó mới chết, con là con cậy con nhờ mà chết trong nhà là chết hết đó. Rồi xong cái đi vòng nữa lại cái chỗ phòng đó thì gặp cái con Hiếu này nè, con đó thì Hiếu mập mập nãy á, nó mới ngồi đó. Rồi cái cô ba còn mới nói là bây giờ á cái nhà quận tư á theo luật á con chết á thì mẹ được phân nửa, hôm á để cho Lộc ý quyền cho Lộc đứng đi, rồi má già rồi má đừng có đứng. Thì tôi mới nói sao cũng được, mình nghĩ nó như là con dâu hai mấy năm chờ. Nói sao cũng được, đó là con Lộc mà viết được mấy chữ ý quyền cái nhà cái gì vô quận tư không biết. Xong rồi cái thúc nó đuổi ra, nó đuổi ra ngoài ngồi với cái lớn ở ngoài á, có mình con Hiếu ngồi ở trong cái phòng đó. Cái Hiếu nói rồi bác giết đi, bác giết đi, chị ba nuôi gia đình bác suốt đời mà lo gì, nuôi với quận tư suốt đời mà bác lo gì, bác biết tôi giết cái gì thì tôi giết cái đó. Hồi đó đầu óc tôi không còn cái gì hết, cái nó giết, giết xong rồi á cái tới 6-7 tháng sau tôi mới chợt nhớ, mới tỉnh tỉnh là vì mấy người ta hỏi thăm cứ con bà chết chắc để tài sản cho bà nhiều lắm, tôi nói không có gì đâu, không có. Rồi tôi mới nói chuyện là cái cô đó dẫn tôi đi vô trong chỗ đó ký như vậy á, cái người ta nói chết rồi bà bị gạt rồi, cái tôi mới nhờ luật sư Khải á mới dẫn tôi vô chỗ đó, thì tôi mới biết là cái chỗ đó là cái chỗ cầm chứng. Hôm nào giờ tôi chưa có biết cầm chứng là cái gì, giờ tôi mới biết cầm chứng. Rồi cái vô cái chích lục thì cô này là hồi trước nó nói ủy quyền đi mà móc ra thì thấy cái giấy di chúc, mà nó chết rồi sao cái nhà cô với quận tư mà để di chúc cho một đứa rồi còn chín đứa làm sao đây. Tôi bị bỏ cái đó đi, bỏ cái gì chút đó đi, bây giờ lục nữa, lục thì thấy cái giấy của tôi viết, tôi viết rồi luật sư Khải nó bây giờ hủy bỏ cái này luôn. Ở trong đó nó không hủy bỏ, nó không hủy bỏ, nhất định nó không hủy bỏ cái giấy đó. Là cái vụ qua này tôi biết bên nó tài sản nhiều lắm, đi đâu rồi nó đút tiền cái đó, đi đâu nó đút tiền cái đó, cho tôi đi đâu tôi cũng thua nó hết á. Mấy lần tôi đi đâu con chết rồi không có ai nuôi tôi hết á, mà nó đi đâu nó cũng khí gạt con hết. Rồi con chết rồi nó bỏ con luôn, bỏ luôn cái thế này. Cái bây giờ 4 năm tháng sau, 5 năm con còn chết, 5 năm nó không có ngó ngàng được tới tôi hết. Cái phần mà con tôi đó nó đứng cái chủ quyền được cái nhà ở đường Trường Chinh bây giờ á, số mấy bên rồi Trường Chinh cái nhà số mấy 167
Ngày xưa là 1 tỷ, số mới giờ là 242. Miếng đất ở đường Trường Chinh với một miếng ở bên Nhân Trạch, đó là con đứng chủ quyền. Mà nó dám nói để tôi viết ký cho nó, nó lấy cái đó đó, nó làm giấy giả, nó đứng chủ quyền ba cái đó, nó cướp luôn. Cướp luôn cái nhà mà ở đường Trường Chinh tôi đang có chờ mướn. Tôi lấy cái đó cũng hành xong. Cái không biết nó làm sao, con cũng chết cho nó lấy luôn. Cái bây giờ nó đòi nó không cho bà mướn nữa, nó nói của nó. Tôi giờ tôi mới dọn đại cho tôi ở, tại sao của con tôi mà mày lấy, mày đuổi người ta ra, mày lấy sao hiện tại giờ tôi ở cái nhà đó đó. Hiện tại giờ tôi ở cái nhà đó đó, bây giờ tôi cầu xin làm sao, bao nhiêu của cải con tôi nó lấy. Bây giờ tôi chỉ lấy rồi một cái nhà đó với miếng đất nhỏ đường Trường Chinh với cái miếng đất bên Nhân Trạch cho tôi đi, để con tôi đứa nào nó cũng nghèo khổ hết rồi, để cho đứa chút đó tôi khổ lắm, tiền bạc tôi đi uống thuốc mỗi tháng, tôi bị tiêm nữa ở bên tâm đức mỗi tháng, tôi đi xây khám mới bệnh đó. Tội nghiệp tôi quá đi, đó tôi nói tình hình cho con nghe như vậy á, dạ. Nó ác như vậy á. Bà cụ cho con hỏi thế này nhé, bà được mấy người con rồi? Nói bà được mấy người con? Bây giờ hiện tại 10. Cái người mà con, mà cái người con của bà cụ mà mất rồi mà có tài sản này á, mà đi qua Mỹ á, là người con thứ mấy? Mai chính thức nở nụ thứ 7 thứ 8 gì á. Rồi tôi làm với tôi liền, nó tới tôi nó nằm tới thứ 8. Thứ 8 mà trai hay gái? Nó gái, nhưng con gái. Nó là bê đê, nó ôm môi, đúng không? Con gái, mình phải hỏi, có nghĩa là ở đây là anh em mình phải hỏi rõ cái câu chuyện như vậy để cho mọi người xem mới hiểu được. Chứ nhiều người xem mình lại không hiểu được là con bà cụ là trai gái, nam hay nữ, mà sống với người đó là đàn ông hay đàn bà. Đó, vậy là người con thứ 8 đúng không? Và là nữ nhưng mà kiểu ôm môi, kiểu lét tới gọi giờ đó. Là lét. Còn đồng tính, nói như vậy hiểu đấy. Với cô Trịnh Ngân Hoa là hai người đó là đồng tính nhau. Trịnh Ngân Hoa, cô đó là tên Trịnh Ngân Hoa, là với con, với Mạc Thị Hồng Liên là con của bà cụ này. Là hai người chơi đồng tính với nhau thì cũng đã hai mươi mấy năm á. Thì hai mấy năm, hai người ở nhà cũng hai mấy năm. Thì cái cô Mạc Thị Hồng Liên này thì ở bên Mỹ, sống bên Mỹ, nhưng mà thường về Việt Nam, ở Việt Nam thường, với lại cô Trịnh Ngân Hoa này là hai người kết hợp làm ăn với nhau về bất động sản. Thì cái rồi cô coi như là cô Mạc Thị Hồng Liên này á, mới là bệnh hoạn gì đó thì cô ngành không bao giờ cho gia đình biết. Từ hai người là có sống với nhau như vợ chồng, ta cứ sống đi qua Mỹ và về Việt Nam cứ hai người. Thì lúc, nhưng mà giờ cô Liên, cô Mạc Thị Hồng Liên chơi qua bển bệnh rồi chết rồi, trên đường về mới nói là chết trên máy bay, thì ở nhà biết vậy thôi. Rồi bây giờ cái tài sản của, bây giờ tài sản đó thì không biết như thế do nào, thì bây giờ tôi chỉ biết là nhà nước có quyền là mẹ chết thì bây giờ vợ chồng đi nữa thì mẹ chết thì có hưởng bao nhiêu phần trăm trong cái vụ của cái người vợ chồng đó, thì cho là hai người vợ chồng đi. Thì cô, tôi nghe là cô mẹ tôi nói là em tôi vừa chết mới có bao nhiêu đó ngày gì đó, nãy mẹ trình bày đó, thì cô Trịnh Ngân Hoa này mới dắt mẹ đi làm giấy tờ gì đó thì đưa cho cô, dắt cô Lộc này đi nữa, thì cô nói là cái nhà quận tư thì cũng sang tên cho, nói là cô Liên đứng tên, bây giờ kêu dắt cô Lộc đi để sang tên cho cô Lộc, phải đúng không? Ý quyền sao nói quỹ đi. Quyền cái phần trăm mà con chết mẹ được 1/3 cái quỹ quyền của con á, để lại cho mẹ thì cái phần đó mẹ phải hưởng, nhưng mà không có biết, nhà không có biết luật nên đâu có biết được hưởng cái phần đó đâu. Thì chị Hoa mới nói là bây giờ đi, chỉ nói cái nhà quận tư thôi chứ không nói những cái phần khác, thì nói là để cái phần 1/3 đó là má để lại cho em, để em 1/3 đó em giữ đó, thì mới đi theo, là chỉ nghe vậy thôi. Còn ngoài ra chị Hoa dắt tới công chứng những má làm gì là
hoàn toàn không biết. Đây là bà cụ gia đình nhà mình không biết gì hết. Không biết gì hả? Mà người kia người ta điều hành hết toàn bộ. Người ta hết. Điều hành hả? Có nghĩa là người ta nắm luật và người ta hiểu luật. Đúng. Cũng như người ta chủ trương mục đích của người ta là muốn lấy tài sản của gia đình mình. Đúng không ạ? Mà cái tài sản đó là của luật của nhà nước. Yeah. Con mất mẹ được phần trăm trong đó. Yeah. Nhưng mà đến giờ phút này là hoàn toàn là mất trắng. Thì bây giờ mẹ ký rồi thì mất trắng rồi, thì cũng nhà nước gia cũng do là mẹ đã ký, là thì luật sư nói là mẹ đã ký không thừa nhận cái tài sản đó thì cũng đã mất rồi, thì mình cũng chấp nhận đi. Nhưng mà bây giờ mẹ bà già đó, bây giờ bà già rồi mà bà cứ buồn, bà suy nghĩ là tại sao cái cô này lừa bà, nói là nuôi bà suốt đời thay con, cũng như là vậy con trai chết mà con dâu vậy đó, con dâu thay thế mà nuôi mẹ. Tại vì gia đình chị em anh em thì người nào nấy cũng hoàn cảnh cũng coi như là không có đủ khả năng cho mẹ. Tự mẹ bệnh tim mỗi tháng phải đi tâm đức, giờ bệnh thần kinh cái gì số mấy rồi đó, mỗi lần là mẹ đau cứ vô bệnh viện hoài. Thì nghĩ là cổ nói là cổ chấp cổ lo cho giống như chồng mà thay thế vợ thay thế chồng. Thì bây giờ mẹ ký xong giờ thì mấy năm nay cổ không ra, cổ biến 5 năm rồi, coi như là cổ không thấy cổ đâu hết, mà cổ cứ một lần phải thành ra mới tức quá mới nhờ luật sư. Thì luật sư thì người ta tay ta dài quá, mình giới không tới thì mình chịu. Nhưng mà mẹ thì bà già rồi, bà biết sống nay chết mai, bà tức bà ấm ức là tại sao bà bị lừa, thành ra bà mới nhờ bên mấy chú hiệp sĩ bên anh Hải này, là nhờ cô này ra để gặp mặt mẹ để nói chuyện một lần cho bà cũng như bà chết bà cũng an ở nguyện bà đó, là như vậy đó. Đó là thực sự là đến giờ phút này là bà cụ là ấm ức mà bức xúc là cái câu chuyện là bị lừa đúng không ạ? Dạ, thế tài sản nhiều hay ít bây giờ là mình cũng hiện nay thì mình không quan tâm lắm, không quan tâm nữa. Nhưng mà cái vấn đề là bà cụ là nghĩ là trước đây là lừa bà cụ cứ ký đi dạ. Sau này con sẽ nuôi bà dạ. Đúng không ạ? Con sẽ phụ dưỡng nuôi bà gọi là tới cuối đời, tới những ngày gọi là bà ra đi đúng không dạ. Nhưng mà không ai ngờ ký xong rồi cái là quên bà luôn. Rồi hôm nay là tự gì á dạ. Bà, hôm nay á, là mai à, mẹ lên đây á, là tự nhiên bức xúc thêm một chuyện nữa là cái nhà ở đường Trường Chinh quận 12 đó, là hồi xưa tới giờ á, là con nhỏ em á, là con giàu với lại chơi vậy, mặt thì giàu với mặt thì Hồng Liên, là giữa hai bên không cứ có buôn bán gì với nhau không biết. Nhưng mà tự gì á, mà tại sao mặt thì giàu á, đứng cho người ta thuê nhà là mười mấy năm nay rồi, là mặt thì giàu đứng tên cho tiền nước tay thuê nhà không. Ngày nay cái đùng một cái thì cô Trịnh Ngân Hoa nói là cái nhà này là của cô Trịnh Ngân Hoa, đuổi tiền thuốc tây đi. Tại vì cái tiền thuốc tây đó là Mạc Thị Giàu nó lấy tiền đó nó nuôi mẹ. Mà giờ cổ đuổi ta ra, bây giờ tiền đâu để nuôi mẹ, để thuốc men. Đó, thành ra mẹ mới ấm ức thêm nữa. Đã cám ức ký cái kia đã mất rồi, bây giờ còn mỗi tháng mẹ lấy cái tiền để uống thuốc người ta bệnh viện, là cái nhà Trường Chinh cho thuê. Sao lúc trước ấy, lúc trước cái thời điểm mà cái người mà sống với con bà cụ ấy mà về kêu bà cụ đi ký giấy là cách đây 5 năm về trước đúng không? Không, bà cái người sống nó không có kêu bà cụ ký gì hết. Thế sao ai đi ký? Ai là người đi ký? Cái vụ đó là hai người kia, người sao? Ai ra tòa ở đâu, ra công an, ra đâu ký? Hỏi sao? Ra tòa ký, bà cụ nói ra tòa ký là dắt cô này. Nhưng mà ai là người ký giấy tờ cái phần mà ký, lúc ký là bà chị mà giống con trai đã chết rồi, thì cái người vợ á, cái người vợ của cái bà chị giống trai á mới dẫn bà đi ký à. Mà sao mà dẫn bà thì bà không kêu các con khác đi cùng? Có em đi nhưng mà khi mà tới khi mà chị đó chị mà quen với lại cái chị với trai ở nhà đó, chị nói là em với má với bà chị nữa đi với chị ra công chứng để ký cái nhà quận tư á, là má có phần thừa hưởng ở trỏng, cái phần thừa hưởng đó em đứng giữ cho má, chị nói vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng là ký bậy cái bà không à, đúng không? Không có ký, em không có ký gì hết, chỉ có má ký thôi, có mình mẹ ký. Thì khi đó tới công chứng á thì đuổi ra ngoài mà chồng ký xong nó đuổi ra ngoài mà thì bút xa là gà ra đi rồi, có mình cái không hiểu thôi, ngồi ở trong đó à. Yeah. Chỉ có bà ký, bà vô chổng. Cách đây mấy năm rồi bà? Cách đây mấy năm bà cụ? Cách đây mấy năm rồi? Mấy năm rồi, nó bỏ bà đi mấy năm, nó bà ký xong rồi. Con chết mấy năm, 6 năm là nó bỏ 6 năm.
Và lúc bây giờ bà cụ là 80 tuổi. Năm nay 6 là 86. Đúng không ạ? Dạ, vậy là thời gian rất dài rồi. Đến giờ phút này thực sự câu chuyện rất phức tạp. Trong những thời gian vừa qua, không những gia đình bà cụ mà hiện nay rất nhiều gia đình đã mất nhà mất cửa. Vì lý do là những người Việt kiều, là ví dụ như con của bà cụ sống với những người khác, hoặc có thể là không mua được nhà đất ở Việt Nam mình đứng tên được, nhờ ủy quyền sang tên cho những người thân, người quen hoặc bạn bè, hoặc là có thể yêu đương đó, nhờ vả người ta đứng tên. Đến giờ phút này đứng tên xong là mất luôn. Đó, là mất trắng. Sau này á, thì cái sau này nhà nước có cho đứng nhà Việt kiều đứng tên. Thì con nhỏ em nó có một đứng tên là cái nhà Trường Chinh, một 167 ở Trường Chinh, rồi một quận 12, rồi một cái một miếng đất ở quận 12 là ngay chỗ bệnh viện quận 12 là hai miếng, một miếng ở Nhân Trạch, một miếng Nhân Trạch, số mấy Nhân Trạch á, giấy tờ nằm đây hết, là ba miếng đó. Sau này con nhỏ em chết rồi đó thì không nghĩ là con nhỏ em đứng tên, ai ngờ cái đùng gia bả đưa ra hồ sơ hết, bả nói là con này đã ỷ quyền sang qua cho bả, cái con Mạc Hồng Liên chết á sang qua cho bả hết rồi, tức là vợ chồng á sang ra cho vợ hết rồi. Hiện nay á, hiện nay là gia đình mình á là bị người ta gạt, như thế này gọi là gạt đi, tổng số là mấy miếng đất mà mấy cái căn nhà, tổng số bây giờ là mấy, bây giờ cái bây giờ mấy bên Mỹ có không, bên Mỹ có không? Có, bên Mỹ hai căn, bên Mỹ hai căn nhà nữa. Dạ, bên đây thì là đất đai nhiều lắm, hai người họ phối hợp làm ăn, đất đai nhiều lắm, đất đai tính là Bình Dương nhiều lắm, của bả nhiều lắm, nhưng mà mình không nói về cái đó, mình chỉ nói là hiện tại là cái người Việt kiều này đứng mấy miếng nhỏ này thôi đó, mà bây giờ lại sang tên qua cho một người quá đó. Tham lam đúng không, này quá sang tên làm. Sang tên cho này người này hết, nhưng mà cái tự, mọi người cũng không nói, nhưng mà cái phần trăm của mẹ có bao nhiêu đâu mà cũng bị cái cha mẹ ký, rồi giờ có nuôi mẹ cũng không nuôi luôn. Bà cụ đọc tên họ tên người ta ngày tháng năm sinh nguyên quán ở đâu nhớ không, nhớ tên gì không? Ai ngành á? Trịnh gì? Trịnh Ngân Quá. Sinh ngày mấy nhớ không? Nó có chữ kỹ trong ngày anh. Sinh ngày mấy, năm mấy, năm mấy? Sinh một 1958 nó không tức đâu. Ai mày đọc tên là tuổi ngành kìa. 1958 là năm nay 65 tuổi rồi. Ngồi xuống đàng hoàng lịch sử coi. Ở đường Bình Phú. Số mấy đường đọc từ số 14 đường số 24 phường 11 quận 6. Họ tên đầy đủ là gì chị? Sinh năm mấy? Trịnh Ngân Hoa. Trịnh Ngân Hoa sinh năm mấy? 1958 đúng không? Hai người ở với nhau á, là cái căn nhà đó là công an khu vực cũng biết, là cái Mạc Thị Hồng Liên này với Trịnh Ngân Hoa hai người ở đó với nhau, hai người sống cái căn đó. Đến giờ thời điểm này là hiện nay căn nhà ai sử dụng rồi? Cô Hoa sử dụng luôn. Cô Hoa đang ở đó. Dạ. Nhưng mà cô Hoa không có nhà, lên tới là toàn là người ở, người làm ở, người ta ở đó, người ta giữ nhà. Người ta đã không biết cô Hoa đi mà nói ra, nói cô Hoa đi nước ngoài không, không có nhà, nói vậy nha. Dạ. Cứ lên tìm là nói đi nước ngoài, ngoài. Còn điện thoại thì liên hệ không được. Bây giờ ý gia đình mình ấy, là mong muốn là tìm được cái cô Trịnh Ngân Hoa này để gặp ba mặt một nhời để nói chuyện, để hỏi cho rõ. Má cho bà cũng như cái bà người già đó, thì cái tâm người ta cũng như là bức xúc, thì cho má gặp một lần để hai cô muốn nói gì với má để má nói đi, cho bà già đâu có còn sống đâu bao lâu nữa đâu, mà bà cứ mang theo cái tâm sự buồn mà bà bị như vậy. Thì đó, chỉ yêu cầu cô qua ra gặp mẹ để lại gặp bà cụ để nói chuyện cho với bà cụ là tránh dứt như thế nào giữa hai người. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một cái câu chuyện là hiện nay là một bà cụ năm nay 86 tuổi đầu, hiện nay là ở một tỉnh rất xa. Thì nói chung là cái tuổi này thì đến thời điểm này bà cụ này là rất minh mẫn, nhưng mà thực sự bà cụ và gia đình hiện nay rất bức xúc. Vì lý do là hai người sống chung với nhau, con của bà cụ và một người phụ nữ khác là Trịnh Thị Ngân Hoa. Đến giờ phút này là bà Trịnh Thị Ngân Hoa đã lừa gia đình bà cụ ký giấy vào là ngày mai sẽ được một hưởng một phần nào đó tài sản của chính người con mình để làm. Nhưng đến giờ phút này ký xong là hoàn toàn là không liên hệ và cũng bỏ trốn luôn. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được cái cô Trịnh Ngân Hoa sinh năm 1958 thì ở đâu thì liên hệ báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Bình Dương để các anh em xác minh, để cho hai bên để gặp đối chứng để nói chuyện một cách rõ ràng.
tránh tình trạng bà cụ hiện nay thì trong những ngày tháng này chắc chắn là bà cụ rất khổ đau, rất buồn, đúng không ạ? Ăn thì bà cụ hiện nay cũng không ăn được, ăn uống thì không ăn được bao nhiêu, nhưng mà bà cụ thực sự này đến giờ phút này rất bức xúc. Vì bức xúc cho nên là hôm nay cũng từ thành phố Hồ Chí Minh, từ quận 4 mới về đây để nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình để đăng tải chia sẻ lên, đúng không ạ? Rồi hai chị bây giờ là con thì của bà cụ thì có muốn nói điều gì trên video này không ạ? Bây giờ sẵn có trên video của đội hiệp sĩ ở Bình Dương thì tôi lên tới đây thì tôi cũng không có cái ý kiến gì. Tôi thì giữa mẹ tôi như thế nào thì bây giờ ấy, chuyện tôi yêu cầu ấy, chị qua gặp mặt mẹ tôi để mẹ tôi không còn ngày nào nữa. Người già thì ở trong hơi một giây thôi, một giây một phút, không biết một giờ nào mẹ tôi đi. Nhưng mà mẹ tôi chỉ yêu cầu chị ra để gặp mẹ tôi, để đối chát với mẹ tôi đi, để cho mẹ tôi có nằm xuống mẹ tôi cũng yên tâm nhắm mắt. Chứ còn tài sản giữa bây giờ tụi tôi đó là biết là tụi tôi bên mẹ tôi thua hết rồi. Tôi không nói về tài sản nữa, nhưng mà tôi chỉ mẹ tôi với chị là hứa với mẹ tôi gì. Thì bây giờ á, mẹ tôi cứ ấm ức cái câu hứa của chị mà tại sao không đúng với mẹ tôi, để mẹ tôi cứ buồn bã cứ ngày đêm. Thành ra tụi tôi cũng giàu làm con, giàu lắm, giàu với chuyện mẹ mình cứ suy nghĩ. Thì ngày hôm nay nhờ được người ta hướng dẫn chỉ chúng tôi lên đây để gặp bên hiệp sĩ của bên anh Hải. Thì nhờ bên anh Hải thì cũng để mà gặp, để liên hệ được chị Trịnh Ngân Hoa để cho mẹ yên tâm, mà lúc mẹ nhắm mắt thôi, chứ còn mẹ chúng tôi không có yêu cầu gì hết. Dạ, nói chung là đến giờ phút này là bà cụ ấm ức và bức xúc cái câu chuyện là bà cụ bị lừa. Dạ. Lừa là con này là bà cứ ký mà đi, mẹ cứ ký cho con, này này con sẽ nuôi mẹ. Dạ. Đúng không ạ? Đó thì cuối cùng là ký xong rồi là bạch vua âm tín luôn. Mới bức xúc cả tháng. Dạ. Gần tháng nay nữa nè chú. Dạ. Bức xúc một tháng nay nữa, đã cái chuyện kia đã mấy năm rồi bà buồn rồi. Bây giờ tới mới một tháng nay, nhà của đang cho người ta thuê để lấy một tháng 10 triệu hay 12 mấy triệu. Đó, 12 triệu một tháng để bà uống thuốc bệnh viện, đã không nuôi. Bây giờ đuổi người ta luôn, tới nói là nhà này của tôi rồi đuổi luôn. Bây giờ người ta không dám ở nữa, người ta trả nhà rồi, giờ cụ lấy tiền đâu nữa. Và cụ bức xúc thêm nữa, cụ buồn nữa, cứ giàu hoài cái nói. Đó, thì đàn không khác nào giết mẹ tôi rồi. Đó. Chị gái bên này còn điều nào muốn chia sẻ? Bà muốn lấy nhà thì đợi cho mẹ tôi chết đi rồi đấy. Thì bây giờ cái câu chuyện nhà mình bây giờ chia sẻ này chắc chắn là các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội, trên cộng đồng thì xem cũng đã hiểu và đã biết được cái câu chuyện gia đình mình. Đến giờ phút này gia đình mình để đưa bà cụ xuống đây để gặp anh em chị Bình Dương ghi hình và đăng tải. Hy vọng là cái video này truyền tải cái cô Trịnh Thị Ngân Hoa. Đúng không ạ? Xem được mình hãy mở rộng cái vòng tay ra yêu thương. Trước đây mình sống với con của bà cụ, mình đã từng nói những lời yêu thương ngọt ngào làm sao, nhưng không có người ta thì bây giờ mình không có tài sản. Nhưng bây giờ người ta mất đi rồi, đúng không ạ? Người ta đã không còn sống nữa. Mà mình bây giờ nếu mà mình vì một lý do nào đó mà bây giờ hưởng hết toàn bộ số tiền tài sản đó để chiếm đoạt thì ăn cũng không ăn được, đúng không ạ? Cát bụi chỉ trở cát bụi thôi. Thì bây giờ bà cụ hiện nay thì bà cụ mong ước nhất là được gặp chị Trịnh Thị Ngân Hoa để cùng nói chuyện. Trước đây mình hứa làm sao, bây giờ mình thực hiện theo đúng lời hứa như vậy. Bởi vì đến giờ phút này chỉ vì bà cụ là quá tin người. Đó, quá tin người mới phải ký vào. Mà ký vào đến giờ phút này là thành tài sản của chị. Đó. Cái câu chuyện này đăng lên này chắc chắn là cũng rất nhiều người bức xúc cái câu chuyện mà chị rất tham. Hiện nay số tài sản kích sù của chị rất nhiều, đúng không ạ? Đến thời điểm này số tài sản của chị chắc chắn là rất nhiều. Ăn thì chắc chắn là ăn nhiều đời không hết được. Yeah, mà đến giờ phút này còn đang lừa một bà cụ này, thực sự là chị rất dã man. Đó, một cái câu chuyện là chị rất dã man cái câu chuyện đó. Thì hôm nay các gia đình mình ấy, bà cụ cũng như hai chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin. Yeah. Thì gia đình mình có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương mà đăng tải tất cả thông tin, truyền tải cái video này lên tất cả trang mạng xã hội không? Thì bây giờ á, tôi cũng trước nhất là tôi cũng xin lỗi vì chị Ngân Hoa, tự vì á chị tránh mặt mẹ em lâu quá rồi, thành ra bây giờ mẹ em đã già rồi, mẹ em không biết sống hay chết mai giờ trong giờ gì phút nhất này. Có khi mẹ em đi ra ngoài không biết có về được tới nhà không, nhưng mà cái tâm trạng của mẹ em lúc nào cũng bức xúc về chị, bức xúc về cái câu nói của chị hứa với mẹ em như thế nào. Mà bây giờ để mẹ em á cứ buồn hoài, người già mà người ta buồn bệnh hoạn nữa. Giờ bây giờ đã cái chuyện bao nhiêu năm trước rồi, đã con nhỏ em tôi nó chết thì chị cũng nhớ hứa mẹ tôi sao. Bây giờ tới một căn nhà ở Trường Chinh nữa, để mẹ tôi uống thuốc nữa mỗi tháng cho người ta, bây giờ chị cũng đành tâm nữa.
chỉ đuổi người ta, tụi đi đuổi tiền thuốc tây đi không cho thuê nữa, mà trong khi ký hợp đồng là Mạc Thị Giàu ký chứ chị đâu có ký đâu, mà chị cũng đuổi ra giờ tiền đâu mẹ tôi, giờ mẹ tôi bức xúc, giờ mẹ tôi mấy ngày nay bệnh nằm đó, và tụi tôi phải lúc nào cũng an ủi mẹ, nhờ có biết cái hiệp tế lên tới mấy anh hiệp sĩ Bình Dương của anh Hải này, chúng tôi á cũng xin lỗi chị, nhờ tôi yêu cầu chị để gặp mặt mẹ tôi, muốn nói chuyện cho mẹ tôi gặp lần cuối để mẹ tôi yên tâm, mẹ tôi ra đi mẹ tôi cũng yên tâm nữa, thà chị nói cái gì dứt khoát với mẹ tôi đi, con bây giờ con không hứa với má nữa hay sao sao đó, con dứt khoát cho mẹ tôi yên tâm đó. Tôi chỉ yêu cầu, tôi cũng nhờ cộng đoàn mà cộng đoàn trên mạng nè, thì có gặp thì cũng nói lại dùm, và tụi tôi có lỡ có gì sơ sót mà lên tới trên đây lỡ có nói cái gì sơ sót cũng nhờ mà cộng đồng mạng cũng tha thứ tha cho tụi tôi, và tôi cũng xin lỗi chị Trịnh Ngân Hoa, tự vì mẹ tôi già rồi tụi tôi bức xúc, tôi thương mẹ tôi, tôi thấy mẹ tôi vậy tôi đau lắm, chứ tôi còn đỡ nói ra tôi không cần, người còn sống thì còn tạo được, còn mình còn không cần cái tài sản đó, tôi nói thẳng với chị, tự vì chị hứa với mẹ tôi thôi, còn tụi tôi á không cần, tôi nói thẳng với chị tụi tôi không cần, tự vì mình còn sống đời á mình sống phải có cái quả, cái gì nó cũng có cái tâm cái quả, mình sống sao thì nghiệp mình sẽ trả cho mình thôi. Tôi chỉ yêu cầu, tôi xin lỗi chị, tôi lên tới đây thì tôi trước nhất tôi xin lỗi chị, tôi xin lỗi chị, những cái gì tôi nói là bằng sự thật của mẹ tôi nói tôi nghe, và tôi cũng hiểu chút đỉnh về cái câu chuyện của mẹ tôi, nhưng mà tôi không bao giờ, từ mà bao nhiêu năm nay tôi không bao giờ lên nói chuyện gì, nhưng ngày hôm nay tôi thấy mẹ tôi đau khổ quá, mới tử đã mấy năm về trước, bây giờ tới phiên căn nhà này nữa, thì bây giờ tôi yêu cầu chị cho mẹ tôi gặp mặt, tôi yêu cầu chị cho mẹ tôi gặp mặt. Thì bây giờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình gia đình mình, đăng tải tất cả thông tin lên trang mạng xã hội, mục đích chính là muốn tìm chị Trịnh Thị Ngân Hoa. Và cũng mong muốn là các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội, nếu ai phát hiện được cô Trịnh Ngân Hoa đâu thì báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương theo số điện thoại 0913 78 58 58, anh em sẽ tìm cách để cho hai gia đình gặp nhau. Ở trong giấy tờ là cô Trịnh Ngân Hoa, nhưng ở ngoài ai cũng gọi là chị Ngành. Ngành. Rồi, gia đình mình có đồng ý cho anh em Trịnh Dương đăng thông tin này lên mạng không? Dạ, thì bây giờ tìm kiếm cô không được, mà bây giờ nói ra thì cô cứ đại cho người đại diện, có cái cô gì chờ Hiếu á, cô đó đại diện ra không à, mà giờ yêu cầu gặp thì bây giờ mẹ thì mẹ cứ nói là mẹ không cần cô Hiếu, mẹ chỉ cần cô Ngành để đối diện với cô với mẹ thôi. Thì giờ yêu cầu á, tôi chỉ yêu cầu cô Ngành gặp mẹ tôi một lần. Dạ. Rồi bây giờ gia đình mình có muốn nói điều gì không? Mẹ có nói gì nữa không? Thì con nói nhiều đó đầy đủ rồi. Thì đó giờ mẹ có nói gì cũng vậy thôi. Bây giờ mẹ có nói nhiều cũng vậy thôi. Thì bây giờ mẹ muốn ước nguyện của mẹ một lần cuối là gặp con Ngành. Ước nguyện là gặp con Ngành đó, gặp con Hoa đó, con Trịnh Ngân Hoa đó. Vậy thôi phải không? Rồi con chào bà nhé, con chào gia đình mình nhé. Chào các anh.